Các bạn ơi, các bạn có bao giờ nói dối bố mẹ của mình chưa? Vậy chúng ta có nên nói dối bố mẹ hay không? Bây giờ, Bamboo sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện để xem nói dối là nên hay không nên nhé. Câu chuyện có tên Lara biết nhận lỗi. Đây là chiếc ống nhòm của nhà thám hiểm Lara. Nào, ống nhòm ơi, hãy cho nhà thám hiểm Lara nhìn thấy hòn đảo ta đã tìm kiếm mấy lâu nay đi nào. Là hướng đó ư? Được rồi, cảm ơn ống nhòm nhé. Wow, thật là nhiều thứ xinh đẹp ở đây, ở bên này và cả bên này nữa. Ôi không, mình đã làm hỏng mắt kính của bố, mình phải làm sao đây? Làm sao đây? Bố sẽ la mình mất. Lara ơi, Lara. Bố. Lara ơi, Lara. Con có nhìn thấy mắt kính của bố ở đâu không Lara? Dạ không. Mình đã để nó ở đâu rồi ấy nhỉ? Ôi không, nó đã bị hỏng rồi. Tại sao mà nó lại bị hỏng thế này Lara? Con không biết thưa bố. Có phải con đã làm hỏng nó không? Dạ không, không phải con ạ. Thế Lara, con biết tại sao nó bị hỏng không? Không thưa bố, con không biết ạ. Thôi được rồi, bố đi đây. Bố ơi, bố. Sao vậy con gái yêu? Bố đang rất thất vọng về Lara không? Không có, Lara. Thế bố có thể chơi với con không ạ? Con đang cảm thấy rất buồn chán. Được rồi, vậy chúng ta cùng chơi trò chơi đúng sai nhé. Bất cứ câu nào bố nói, con chỉ việc trả lời đúng hoặc sai. Vậy, giờ Lara sẽ đi lấy thẻ đúng sai của Lara nhé bố. Được rồi, con gái yêu. Với thẻ đúng sai rồi ạ. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Dạ. Lara đã nhìn thấy cầu vồng. Vẫn chưa, con chọn sai. Lara đã ôn bài hôm nay. Vâng, con đã học bài, con chọn đúng. Hôm nay Lara đã cưỡi trên lưng một con cá heo đúng không? Không không, con chọn sai. Lara đã ăn một quả táo hôm nay. Vâng bố, nó rất ngon, Lara chọn đúng. Hôm nay Lara đã lái xe đi sửa mắt kính của bố đúng không? Không không, Lara vẫn chưa biết lái xe, con chọn sai. Có phải Lara đã làm hỏng mắt kính của bố? Đúng vậy. Lara đã làm hỏng mắt kính của bố. Tại sao con lại nói dối bố? Con xin lỗi bố. Chính con đã làm vỡ nó. Nhưng con không cố ý làm hỏng nó. Con đã sợ bố sẽ mắng nên đã nói dối bố. Nhưng Lara thấy đấy, bố đã không hề la mắng con và đem mắt kính đi sửa rồi này. Nhưng nếu Lara nói cho bố sự thật thì bố sẽ vui hơn. Con sợ bố sẽ buồn nên đã chọn cách nói dối. Nhưng điều làm bố thất vọng hơn là Lara đã nói dối. Bố không buồn vì mắt kính bị hỏng. Nhưng Lara có biết, thành thật là một đức tính quý giá nhất đối với bố. Đừng nói dối vì con sợ. Hãy luôn can đảm để nói lên sự thật Lara. Và Lara là cô bé rất can đảm, đúng không nào? Vâng, thưa bố. Nói thật sẽ khó khăn ngay lúc đầu. Nhưng một khi con đã nói được, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Còn nếu con nói dối ngay lúc đầu sẽ rất dễ dàng nhưng sẽ gây nhiều rắc rối về sau. Và con phải nói dối nhiều lời nói dối khác để che đậy cho lời nói dối lúc đầu. Vâng, thưa bố. Giờ con cảm thấy thế nào sau khi nói sự thật? Con cảm thấy tốt và nhẹ nhõm hơn ạ. Hãy hứa với bố từ bây giờ con sẽ luôn nói sự thật. Con
xin hứa từ nay con sẽ không nói dối nữa. Con sẽ nói với bố một sự thật ngay lúc này. Con yêu bố. Các bạn ơi, chúng ta đừng như Lara nhé. Nói dối với người lớn hay bạn bè đều là không nên. Vì thế, để trở thành những em bé ngoan thì chúng ta hãy luôn thành thật và không được nói dối nhé. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các thiên thần nhỏ ngủ ngoan và có thật nhiều những giấc mơ đẹp nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Good night.